Thưa quý khán giả, làm đẹp đó là một nhu cầu tất yếu của chị em phụ nữ. Và cũng chính vì thế mà các loại mỹ phẩm luôn là mối quan tâm hàng đầu trong việc nâng cấp nhan sắc, đánh vào tâm lý thích làm đẹp cũng như chuộng hàng ngoại. Chính vì vậy, các trang mỹ phẩm bán hàng online đã xuất hiện tràn lan với những lời quảng cáo như trót mật vào tai. Dạo một vòng quanh các trang mạng xã hội, không khó để bắt gặp những lời giới thiệu có cánh như là phát hiện hàng giả sẽ hoàn tiền 200%, rồi son mát xách tay chính hãng. Không chỉ thế thì chúng ta còn bắt gặp đủ các loại mỹ phẩm đến từ những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, có giá rẻ bất ngờ từ 2 cho đến 3 lần so với hàng chính hãng. Giá rẻ như cho được bán một cách rộng rãi, các loại mỹ phẩm này đã khiến cho người tiêu dùng không khỏi lo lắng. Và để có cái nhìn cận cảnh về thị trường các loại mỹ phẩm giá rẻ, phóng viên của chương trình đã có mặt tại một khu chợ đêm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, nơi được mệnh danh là giữa mỹ phẩm hàng hiệu siêu rẻ. Phóng viên chương trình đã có mặt tại khu chợ đêm Hạnh Thông Tây, quận Gò Vấp. Đây được xem là giữa hàng mỹ phẩm hiệu giá siêu rẻ. Theo quan sát của chúng tôi, tại đây bày bán rất nhiều các loại mỹ phẩm với đủ các thương hiệu nổi tiếng từ Nhật, Hàn Quốc, Mỹ. Tiếp cận một cửa hàng, khi hỏi về mặt hàng son môi, người bán này nhiệt tình giới thiệu. Với cái son 3 xe này bao nhiêu cây vậy? Em mua lẻ thì em bán này 2 cây đi, nó rẻ còn 300. Em nhớ 3 xe nó tới 300 mấy cây là mà chị. Dân, hàng xách tay về cho nên không có hóa đơn, chứng từ để chứng minh được nguồn gốc xuất xứ. Lý do mà chủ gian hàng vừa rồi đưa ra cũng chính là câu trả lời chung của nhiều người bán mỹ phẩm giá rẻ, của bất cứ một cửa hàng hay là một shop online nào đưa ra khi mà khách hàng thắc mắc về nguồn gốc của sản phẩm. Vậy thực sự các loại mỹ phẩm này có phải là hàng chính hãng như lời của người bán quảng cáo hay không? Chúng ta hãy tiếp tục tìm hiểu xem khi phóng viên hỏi về các loại giấy chứng nhận thì chủ của những cửa hàng này sẽ nói gì, quý khán giả nha. Chị có giấy chứng nhận gì không chị? Giấy chứng nhận trên mạng nhiều lắm, em là có. Không có hóa đơn hay biên nhận xác minh nguồn gốc sản phẩm, giá bán lại rẻ hơn một nửa so với hàng thật. Thế nhưng, người bán này vẫn mạnh miệng giới thiệu với khách hàng rằng đây là hàng chính hãng. Tại một cửa hàng khác, khi phóng viên hỏi về loại phấn nền Essence, người bán cũng khẳng định là hàng thật. Thế nhưng, sau khi phóng viên ngỏ ý muốn mua hàng với số lượng lớn về bán, thì tiểu thương lại tiết lộ rằng sản phẩm này được sản xuất ở Đồng Nai. Này lấy thẳng công ty thôi, này ở Đồng Nai nó làm. Ta đâu biết là hàng phát đâu hơn. Chị tao hàng mấy hàng phát nó y nhờn thiệt chứ. Người bán này tiết lộ rằng các loại giấy tờ, thậm chí là cả mã vạch sản phẩm cũng có thể làm giả một cách tinh vi. Vậy các loại mỹ phẩm này có thực sự dễ dàng làm giả đến thế? Để có câu trả lời, phóng viên đã có mặt tại chợ Kim Biên. Nơi đây được xem là thiên đường của các loại mỹ phẩm giả nhái. Theo quan sát của phóng viên, tại đây bày bán rất nhiều loại vỏ hộp của các loại son phấn, kem dưỡng da với hình dáng giống hệt như hàng chính hãng. Như lời tiểu thương này, rất dễ dàng có thể làm giả một sản phẩm có bao bì giống với hàng thật. Thời gian qua, chỉ tính riêng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng đã liên tục bắt giữ nhiều vụ buôn lậu mỹ phẩm, hàng nhái, hàng giả. Và điều đáng nói, theo lời khai của các đối tượng, những lô hàng này không chỉ được bán tại các chợ dân sinh, mạng xã hội, mà còn đưa vào các cửa hàng, tiệm spa. Còn với người tiêu dùng thì vẫn chọn mua các loại mỹ phẩm bằng cảm quan. Thường thì quan tâm đến nhãn hiệu, mùi thơm, còn chất lượng thì tin tưởng ở người bán. Chính vì sự dễ dãi đã giúp cho các loại mỹ phẩm nhái, giả, kém chất lượng, có đất sống, khiến cho việc kinh doanh của những mặt hàng này không có dấu hiệu suy giảm. Và theo các chuyên gia y tế, những loại mỹ phẩm giả, nhái thường chứa các chất độc hại như là corticoid, paraben, chì, thủy ngân, kẽm. Do những chất này có giá thành rẻ, mang lại hiệu quả nhanh chóng, cho nên nhiều gian thương đã vì lợi nhuận mà không ngần ngại tung ra thị trường các sản phẩm kém chất lượng, bất chấp những cảnh báo có thể gây hại đến sức khỏe. Và thay cho lời chào tạm biệt ngày hôm nay, chương trình xin được chia sẻ đến quý khán giả một vài lưu ý trong việc tránh mua các loại mỹ phẩm giả, mỹ phẩm nhái trên thị trường. Để tránh mua phải những loại mỹ phẩm giả nhái, không nguồn gốc, người tiêu dùng cần lưu ý. Không mua hàng giá rẻ, trôi nổi, không nguồn gốc. Không tin vào những lời quảng cáo hấp dẫn trên mạng xã hội. Kiểm tra thông tin sản phẩm kỹ càng trước khi mua. Hàng thật, bao bì nhãn mát, bóng đẹp, sắc nét. Logo nhãn hiệu được in tinh xảo, không sai lỗi chính tả. Hàng giả, bao bì không đẹp bằng, logo nhãn hiệu thường sai lỗi chính tả. Hàng thật, mùi hương thanh nhẹ, khi dùng lên da thấm nhanh, không gây nhờn rít. Hàng giả mùi nồng hắc, dùng lên da không thẩm thấu, có cảm giác bí da, rất nhờn rít.